Cao Thừa Hiền chết rồi, e rằng phe Diệt Dương sẽ có hành động thôi. Chứng cứ hắn tham ô đã ở trong tay của ta, chúng ta đã có căn cứ để tấu lên hoàng thượng rồi. Có thích khách. Vị ca chạy mau, bảo vệ chứng cứ trên xe. Vị ca cầm lấy. Điện hạ, xe cháy rồi. Chứng cứ, ngươi định làm gì vậy? Chứng cứ vẫn ở bên trong, không kịp rồi. Điện hạ, điện hạ, người nhất định phải đề phòng Dực Dương. Chiêu Liệt, bá nghiệp vĩ đại của người, đáng tiếc Chiêu Liệt không thể nhìn. Chiêu Liệt, Chiêu Liệt, điện hạ, toàn bộ chứng cứ đều bị thiêu hủy rồi. Rốt cuộc phải dạch tội Dực Dương như thế nào đây? Cho dù là vì Chiêu Liệt, dù có thế nào, bổn vương cũng phải thử một lần. Tiểu thư đã lấy lại được sự tín nhiệm của Khánh Dương, tại sao tâm trạng vẫn nặng nề thế? Một trận nham hiểm đa nghi, nếu không phải vì giúp nhà họ Lục có thể hoàn toàn thoát khỏi khó khăn, thì dù thế nào ta cũng không quay về Hãn Kinh, trở lại bên cạnh hắn. Chỉ có cách vào được Khánh Dương phủ thì mới có thể tìm được chìa khóa giải quyết tình cảnh khó khăn này. Phụ hoàng, Cao Thừa Hiền đóng giả thủy tặc, cướp đoạt lương thực cứu tế, nhi thần đã xử tử hắn ngay tại chỗ. Về phần Tần Giả Khoát, hắn dung túng Cao Thừa Hiền làm đủ điều ác ở Đạm Châu bao năm nay, mỗi đường đi nước bước đều chứa đựng những chuyện vô cùng dơ bẩn, xin phụ hoàng minh xét. Phụ hoàng, ai cũng biết Tần Giả Khoát là cửu cửu của nhi thần, Khánh Dương đang muốn đổ váy lên đầu của nhi thần. Nói gì thì nói, Khánh Vương cũng có công điều tra vụ án thất thoát lương thực cứu tế, trẫm thưởng cho con 1.000 lượng bạc, 100 cuộn tơ lụa. Tuy nhiên, trong phạm vi cai quản của Tần Giả Khoát xuất hiện kẻ ngông cuồng như Cao Thừa Hiền, trẫm sẽ lệnh cho hắn tự điều tra ngay lập tức. Phụ hoàng, không cần nói thêm. Trẫm nghe nói Xuyên Nhi về rồi, mau gọi nó vào gặp trẫm đi. Mời cửu điện hạ vào yết kiến. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Đứng dậy đi, tạ ơn phụ hoàng. Xuyên Nhi, con rời kinh cũng đã một thời gian, lần này trở về nhất định phải ở lại lâu lâu đó. Hôm nay nhi thần đến đây là có chuyện xin tấu. Được. Kho lương khắp thiên hạ, đây là giống lúa mà nhi thần mới gây giống được. Hạt nào cũng mẩy ghê,
Trẫm thấy số hạt trên bông lúa này so với vụ mùa trước dâng lên nhiều hơn rất nhiều. Giống lúa này là như thần vô tình phát hiện ra từ lúa dại rồi chăm bón lên, nhưng yêu cầu của nó đối với đất đai khá khắt khe. Như thần vẫn đang nghiên cứu, nếu như thành công lại có hệ thống thủy lợi các nơi thúc đẩy trả đất cho dân, thì kho lương khắp thiên hạ hoàn toàn không phải là nói suông. Tốt, con không dính vào phân tranh, quan tâm bách tính là một đứa trẻ rất ngoan. Phụ hoàng quá khen rồi. Thế này đi, trẫm cho con tham gia ra đề cho kỳ thi mùa xuân. Nhân tiện, con cũng tự chọn cho mình một vài nhân tài có thể dùng được đi. Phụ hoàng, như vậy sao được à? Cửu đệ cũng chỉ là một hoàng tử nhàn tản, làm sao đảm nhận được trọng trách lớn như vậy? Xuyên Nhi, mau tạ ơn ca ca của con đi. Nó đã nhắc nhở trẫm. Đúng vậy, đã giao phó trọng trách thì sao có thể thiếu chức quan được. Trẫm tuyên chỉ phong cửu hoàng tử Mục Xuyên làm Tề Dương, kim phụ trách việc nông nghiệp thủy lợi. Tạ ơn phụ hoàng, Di thần nhất định sẽ không phụ trọng trách. Đứng lên đi. Đã là Tề Dương rồi, phải có phủ riêng mới được. Trẫm ban cho con Dương phủ trên đường An Bình. Tạ ơn phụ hoàng. Tốt, tốt lắm. Phụ hoàng của ta đúng là thiên vị thật đấy. Khánh Dương điện hạ của chúng ta đến cái vùng Đàm Châu, chó ăn đá gà ăn sỏi, bắt thủy tặc, tìm được lương thực cứu tế, mệt đến mức gầy rộc cả đi. Kết quả thì sao? Phụ hoàng nói qua loa dạy câu có lệ, con chẳng bằng cứu đệ của ta, đi chơi hết một vòng đại hãn, chẳng biết mở đâu ra giống lúa dớ dẫn để được phong làm thân dương. Chắc là nhị ca chẳng dễ chịu gì đâu nhỉ? Lúc nào muốn bắt thớt ta ấy? Trước hết hãy nghĩ xem, trong mắt phụ hoàng bản thân của mình là cái thứ gì đã? Kỳ thi mùa xuân đã mất cơ hội, lại còn mất một nguồn tài lực. Quý phi nương nương sẽ không trách tội đệ chứ? Huynh khoan hãy đắc ý đi. Huynh tưởng làm như vậy, phụ hoàng sẽ nhìn huynh bằng một con mắt khác hay sao? Kết quả thì sao? Chẳng phải vẫn là một câu tự điều tra là xong chuyện ư? Muốn động vào ta ư? Thôi đi nhị ca. Để cứ về trước đi, nhị ca muốn thử thêm lần nữa. Nhị ca, về đi.